Hey yo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã đến với kênh 8 triệu sub. Yeah. Ui, hôm qua lúc tôi đi uống rượu say về, hôm qua mình đi nhậu mà. Thế là về mệt quá, các bạn nhìn cái giường đằng sau đây, cái giường đằng sau này, đưa bộ nó quần áo, chăn màn, gối liếc này. Về cái say cái cởi trần của chuồng chán giường bật điều hòa cái ngủ luôn. Ngủ đến mút mùa tận gần hơn 2 giờ mình bắt đầu mới tỉnh. Ok, và lúc tỉnh dậy thì cầm điện thoại lên có đọc một cái tin nhắn: anh ơi, kênh đạt 8 triệu sắp rồi, vào làm clip dập hộp ăn mừng đi. Ôi trời ơi, sướng anh, lúc ấy đọc xong dậy nhưng mà lúc ấy tối quá không làm được clip các bạn ấy, nên là thôi và thôi cố đợi đến tầm khoảng 5:30 6 giờ trời nó sáng với cả nó reset hoạt động hàng ngày ấy, chúng ta bắt đầu làm clip cho nó hấp dẫn. Và đây là clip đập hộp vào ăn mừng 8 triệu sắp này anh ạ. Thế là thành công rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần nghi thức đập hộp để có thể ăn mừng được 8 triệu sắp thành công. Vâng, một cái nghi thức mình nghĩ là thành công mỹ mãn rồi. Và clip này chúng ta clip này chúng ta có gì nhỉ? Ok, lại một ngày mới nó đã qua rồi. Là các bạn nhìn thấy là nick này đã lên 720 sự lực chiến rồi. Hôm qua mình còn bảo là lên gần 700 mà hôm nay nó lên 720 rồi. Tiếp theo chúng ta có vâng, trò chơi nhân phẩm vào buổi sáng, liệu rằng ngày hôm nay là có may mắn hay không. Khi mà kênh nó vừa lên 8 triệu lượt chiến lại vừa ăn mừng mà còn một clip đập hộp kinh điển thì chắc chắn là nó phải có một cái gì đó may mắn đến với tôi ngày hôm nay chứ, đúng không các bạn? Ui hồng vận rồi, đúng là hồng vận rồi. Ui chiến hồn vô tiền, hồng vận trong một chiến hồn vô tiền, chiến hồn không tiền thì khả năng ngày hôm nay là tôi không được cái đồng tiền nào rồi. Và nếu như các bạn đã biết thì ngày nào mà mình quay được cái hồng vận này chắc chắn là mình sẽ phải chơi trò cờ bạc đỏ đen ở trong cái ải phong thần của Terry, đúng không? Và hứa với các bạn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi livestream đi phong thần ải Terry vào ngày hôm nay nha các bạn nha, chắc chắn là như thế rồi. Và đây là chiến hồn vô tiền, nghĩa là chiến hồn không tiền. Chiến hồn này nó có cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Bản thân tăng 400 tấn công, 160 phòng thủ, 6.000 sinh lực và 8% tỷ lệ bạo kích, 10% tỷ lệ sát thương. Đây là một cái chiến hồn khá là ngon đấy nhá, không yếu đuối như các bạn nghĩ đâu. Rồi, và đó là hồng vận của ngày mình ngày hôm nay, đúng mà lên 8 triệu sắp của khác. Thứ nhất, hôm nay là dành lời khen cho người khác. Ui, hồng vận bao giờ cũng vậy mà. Kỵ làm việc qua loa, nghĩa là hôm nay mình làm việc gì nó cũng phải chỉn chu và thực tế nha anh em nhé, không thể kiểu qua loa vớ vẩn được. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta có gì nhỉ? Những phần quà mà chúng ta nhận lại thưởng này các bạn. Ok, nhận thưởng này, chiến hồn cầu nguyện thì nó diễn ra trong vòng tầm khoảng 4 đến 5 ngày gì đó, mỗi ngày các bạn được một phần free. Các bạn cố gắng vào ác đúng không? Nếu các bạn không chơi cái chiến hồn cầu nguyện này thì các bạn cứ cố gắng vào ác làm đến một nháy thôi, biết đâu lại ra đỏ đỏ đúng không? Nhiều ông làm một nháy ra luôn mẹ mày chiến hồn 5 sao đấy. Nhưng mà cái điều đấy là gần như là không có đâu nha. Đừng có mơ mộng hão huyền, không có đâu sói ạ. Các bạn cùng lắm chỉ được cái chiến hồn 4 sao giống như cái chiến hồn thiết cát hay là cái chiến hồn binh nhuệ thôi các bạn. Cái chiến hồn binh nhuệ này hay phết này các bạn. Hiệu quả duy nhất binh nhuệ, bản thân tăng 400 công, 160 thủ, 6.000 sinh lực, khi dùng kỹ năng có 2% kèm linh huyết lên mục tiêu chính. Nếu mục tiêu đã bị lưu hết thì tỷ lệ tăng lên 100%. Đây là một cái chiến hồn dành cho tem lưu huyết này. Chúng ta có một cái chiến hồn thiết cát toàn cục, đây có lẽ là một chiến hồn hay này. Toàn bộ đấu sĩ meta tăng 100 tấn công và 10% sát thương lưu huyết, đấu sĩ không ra trận cũng nhận được hiệu quả. Và đó là cái tác dụng của chiến hồn toàn cục này nha các bạn nha. Đây là một cái khá là hay, chiến hồn này có thể dùng cho tất cả các tem, đúng không? Tất cả các tem vì nó là chiến hồn toàn cục mà, đâu nhất thiết phải là dùng cho võ sĩ nó ra trận đâu nhỉ. Nên là tất cả các võ sĩ đều có tác dụng nha. Hình như nick này không có chiến hồn toàn cục đó được các bạn. Cái bị động này thì dùng cho một võ sĩ thôi này. Ok, chúng ta còn cái gì nhỉ? Để xem nào, ngày hôm nay thì chúng ta có cái hoạt động gì nó hot hay không. Hoạt động quà nạp mỗi ngày vẫn chưa reset xong, còn nạp guru và gói ưu đãi cầu phúc hạn giờ để các bạn nhìn thấy đây, cái gói 1 triệu ở đây các bạn nhìn thấy có 40 vé cầu nguyện chiến hồn. Và các bạn đọc ở đây nhé, vé cầu nguyện chiến hồn dùng để tham gia event cầu nguyện chiến hồn và nó không ghi là có thời hạn là bao nhiêu hay là nó ghi là chỉ trong cái hoạt động này. Nếu mà nó mở ngoặc ra nha các bạn nhé, nó mà mở ngoặc ra nó ghi là chỉ trong cái hoạt động này thì các bạn, nếu mà các bạn đang có cái này thì các bạn nên tiêu. Còn hiện tại thì nó không ghi cái gì, có nghĩa là ở những cái cầu nguyện chiến hồn lần sau chúng ta vẫn dùng được. Và hiện tại như các bạn nhìn thấy nhiều cái nick này đang có 13 cái vé cầu nguyện chiến hồn
Đó, thế là để đến lần sau chúng ta vẫn có thể chơi được nha các bạn nha. Và đây là gói 2 triệu, các bạn sẽ nhận được 40 vé, 3.708 kim cương, 2 triệu vàng, cùng với đó là 1.500 tinh hoa chiến hồn. Thì về cơ bản cái gói này nó phục vụ cho cái cầu nguyện chiến hồn thôi, cho nên là để mà đánh giá được cái gói này ngon hay không thì mình không đánh giá được nha các bạn nha. Có cái gói 200.000 này các bạn nhìn này, có cái gói 200.000 này thì các bạn nhìn thấy là nó có một cái dương vũ khí chiến cơ, các bạn sẽ nhận được đó là vũ khí của Athena này, Mai này, Mây Trở và Vai. Nếu mà bạn nào đang chơi cái tem tem chiến cơ hay là còn gọi là tem nữ ấy, hoặc là tem sát thủ ấy với Vai và Mây Trở thì các bạn có thể mua cái gói này nhé, với giá 200.000 các bạn sẽ nhận lại được một cái hồn vũ khí mà như các bạn mong muốn. Hiện tại thì mình đã nói rất là nhiều về cái tem siêu nữ này, tem siêu nữ hay là ở trong này nó gọi là tem chiến cơ ấy. Thì siêu nữ về lâu về dài ấy, các bạn chơi các bạn sẽ phải tích đồ thọt rất là nhiều. Tại vì sao? Vì siêu nữ về hiện tại nó không có nhiều con khỏe cho lắm, kể cả về late game sau này cũng thật sự là không khỏe, không phải là không khỏe mà nó rất lâu. Quan trọng là các bạn có thời gian để mà theo đuổi được cái đam mê tem chiến cơ, tem siêu nữ hay tem sát thủ đấy không, vì những cái tem này nó khá là đuổi so với tem gọi là xí viêm đường hỏa hay là cực hạn lưu. Thứ nhất là yếu hơn về phẩm chất này, thứ hai là cái tướng ấy nó ra rất là lâu, chờ đợi cái khoảng thời gian chờ đợi rất là lâu, cực kỳ vất nha các bạn nha. Và nếu các bạn cứ chăm chăm bui theo một cái tem đó thì các bạn sẽ không bao giờ theo kịp được người ta, đó là các bạn sẽ bị thọt một khoảng thời gian khá là dài. Còn nếu ông nào đam mê vượt qua được cái khoảng thời gian đó, ông nào mà gọi là đam mê vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó nảy lửa các kiểu thì các bạn cứ chơi nhá. Nhưng mình nghĩ thật là chơi thì cứ chơi đúng không? Mỗi người chúng ta sẽ có một cái lựa chọn riêng của bản thân mình. Có người thích chơi tem này, có người thích chơi tem kia, nên là các bạn cứ thoải mái đi. Ok. Tiếp theo chúng ta có một cái hoạt động, đó là điểm đấu trường đổi quà. Thì cái này nó reset ở mỗi ngày. Mỗi ngày các bạn nên đánh tầm khoảng 20 lần thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng khá là ngon. Ngoài cái phần thưởng ở trong đấu trường ra thì chúng ta có bonus thêm một vài mảnh vạn năng cũng như một viên đá thần khí các thứ đúng không? Thể lực viên phí hết rồi. Hôm nay khá là ít. Hôm nay thì có lẽ là chỉ như vậy thôi. Không biết là tí nữa đến tầm khoảng 8-9 giờ nó có ra thêm một cái hoạt động gì nữa hay không. Tự nhiên được một cái thư và lời hỏi thăm được xã đoàn và chúng ta có thêm 10 kim cương nữa. Nào để xem nào, hôm nay chúng ta có thể up được cái gì lên không, để xem là hôm nay chúng ta có thể up được cái gì hay không các bạn nhá. Hiện tại thì 720k lực chiến và nick này thì còn khá nhiều thứ chưa up các bạn ạ. Các bạn nhìn như ở đây này, dụ tiềm năng của Iori ở đây mới chỉ nâng đến bậc 5 thôi, tiềm năng bậc đến 5 sao ở bậc 1 thôi. Mai thì cũng không nâng một tí nào, Terry cũng không nâng này, Athena cũng không nâng này, Ukiyo cũng không này các bạn này. Có mỗi Kula nâng mắc tiềm năng này, nâng mắc tiềm năng bậc 1 này, Kyo thì cũng không này các bạn, không thèm nâng một tí nào luôn. Ca phẩy cũng không, ca phẩy cũng nâng mắc tiềm năng, ca phẩy cũng mắc tiềm năng ở bậc 1 rồi, lực chiến là 77.408. Iori thì mới 5 sao bậc 1, Mai thì chưa nha các bạn nhé. Nói chung để mà còn nâng ấy thì còn phải rất là nhiều thứ nữa đúng không? Nên chúng ta thôi từ từ đã. Có một cái gì nhỉ? Hôm qua các bạn có nhớ qua cái clip mà ghép chiến hồn đi. Thì hôm qua có một bạn nói, hôm qua mấy anh em bảo mình là ghép cái thánh hồn vĩnh thệ này đúng không? Chúng ta còn một cái ghép thánh hồn vĩnh thệ này là mình đủ yêu cầu rồi. Thì các bạn nhìn này, cái yêu cầu ở nó ở đây các bạn nhìn này, đó là chiến hồn vĩnh thệ. Chúng ta phải để, hôm qua là mình để nhầm, anh em hiểu không? Nghĩa là chúng ta phải để hai cái chiến hồn vĩnh thệ ở hàng trước và cái cuối là một cái chiến hồn 5 sao bất kỳ thì chúng ta mới có thể ghép được một cái chiến hồn vĩnh thệ. Thì hôm qua mình lại để nhầm đúng không? Mình để cái chiến hồn vĩnh thệ sang cái ô thứ 3 này cho nên mình không thể ghép được nó. Thì hôm nay chúng ta đi ghép nó rồi nhẹ. Tiếp tục ghép thêm một cái chiến hồn nữa. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, mình đủ hai cái chiến hồn vĩnh thệ đúng không? Đó. Mình đủ hai cái chiến hồn vĩnh thệ và đây chúng ta cần một cái chiến hồn 5 sao bất kỳ. Thì ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta có chứng nhận của Nhân Vương, Thương Quang đủ rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy mình đủ ba cái chứng nhận Thương Quang không? Các bạn nhìn thấy mình đủ ba cái chứng nhận Thương Quang là mình có thể ghép được cái chứng nhận đó. Mình có thể ghép được Thánh Hồn Thương Quang 6 sao rồi. Nhưng mà do hiện tại, các bạn nhìn này, do hiện tại ở đây nó vẫn chưa cho cái Thánh Hồn Thương Quang vào đây nên mình chưa ghép được nha các bạn nha. Tiếp theo là chứng nhận tĩnh mịch, tác khí, mạnh tiến có hai cái, bản thành một cái, phòng tắm hai cái. Đến thời điểm hiện tại này mình vẫn chưa biết cái chứng nhận la sát phòng tắm này là của cái gì luôn các bạn ạ. Thề luôn,
tôi lú thật sự, tôi đến thần kinh mất khi mà gặp ông Vina Game như thế này. Chưa biết cái chứng nhận là sát phòng tắm nó là cái chứng nhận gì, bản thân mình cũng không biết luôn đấy các bạn. Bản thân mình không biết cái chứng nhận lá sát phòng tắm hay là cái gì. Ok, và nếu mà để nhá, nếu mà để hy sinh một cái chiến hồn bất kỳ vào trong này, tất nhiên là mình sẽ hy sinh cái chiến hồn thần thánh. Nếu mà để hy sinh một cái chiến hồn bất kỳ nào để mà ghép cái thánh hồn linh thệ này lên 6 sao, để ghép thêm một cái thánh hồn linh thệ nữa, thì mình thề với các bạn là mình sẽ hy sinh cái chiến hồn thần thánh. Là mình sẽ hy sinh cái chiến hồn thần thánh này nhá các bạn nhá. Tại vì sao? Vì cái chiến hồn thần thánh này các bạn nhìn, nó chỉ có đúng một cái mục đích duy nhất thôi, đúng không? Mình sẽ bỏ qua những cái chỉ số cơ bản về cộng công này, thủ với cả HP. Chúng ta sẽ nói về cái hiệu quả chiến hồn thần thánh, đó là boost cho khả năng vô địch trong vòng một turn liên kích của kẻ địch, đúng không? Boost khả năng vô địch trong một turn liên kích của kẻ địch, hết turn sau sẽ tính. Thì cái chiến hồn thần thánh này nó có lên 5 sao, từ 5 sao lên 6 sao nó cũng sẽ không được cái gì ngoài các chỉ số sinh lực HP và thủ thôi. Nên là cái chiến hồn thần thánh này mình sẽ không up nó lên 6 sao đấy các bạn, nên kể cả đủ chiến hồn cũng không up nó lên 6 sao. Vì nó rất là phí, không để làm gì. Với cả về sau này các bạn biết rất nhiều võ sĩ có khả năng hóa giải, là Kula tuyệt kỹ này, là Leona bình thường này, là Ginit này. Nói chung là sau này nhiều võ sĩ hóa giải lắm. Và mình thấy cái chiến hồn thần thánh này nó không mang lại nhiều cái tác dụng cho lắm về lâu về dài, đúng không? Nên là mình sẽ hy sinh cái chiến hồn thần thánh này nha các bạn nha. Chắc chắn là mình sẽ hy sinh cái chiến hồn thần thánh. Và các bạn nhìn thấy này, ở đây về lâu về dài, cái điểm tinh hoa chiến hồn này là điều rất là cực kỳ quan trọng. Các bạn nhìn thấy này, up một cái chiến hồn chúng ta sẽ tốn được khoảng đâu đó 10.000 tinh hoa chiến hồn. Các bạn nhìn mình ghép đơn giản thế này thôi. Các bạn nhìn mình ghép chiến hồn, mình ghép thánh hồn nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà đối với những anh em nông dân nick bình thường, để ghép được một cái thánh hồn 6 sao như thế này cũng không phải điều đơn giản đâu nhá. Nhìn thì đây là nick nó khá là, nói chung là về tài nguyên nó khá là dồi dào, nên là các bạn nhìn thì nó rất là đơn giản. Và cái mình nói thật là phải có những cái clip như thế này thì các bạn mới hiểu được. Với những anh em mà nó chơi ở cái tầm thấp hơn, anh em mà chơi ở những cái ác nó bình thường hơn, ác nó tài nguyên nó không dồi dào, thì anh em sẽ không bao giờ biết được là cái này nó như thế nào. Phải có những người gọi là đi tiên phong, những người làm này cho các bạn biết được là nó sẽ như thế nào, đúng không? Và mình chia sẻ những cái clip như thế này nhằm mục đích để cho anh em biết mà chơi để sao nó dễ hình dung vậy thôi, chứ để vào mục đích để mà thế nọ thế kia thì thôi nhá, bỏ qua nhá. Và bây giờ mình sẽ gặp nó lên cho anh em nhá. Suy nghĩ kỹ chưa nhỉ, đúng chưa nhỉ, chứng nhận thần thánh đúng chưa nhỉ? Ok, chứng nhận thần thánh đúng chưa nhỉ? Ok, ghép nha các bạn nha. Ghép. Các bạn nhìn này, đã có thánh hồn vĩnh thệ ghép lần nữa sẽ nhận được. Vậy là chúng ta không nên ghép. Các bạn nhìn này, hiện tại thì chúng ta đã có, nó đang gợi ý cho các bạn này, đã có thánh hồn vĩnh thệ 6 sao rồi. Thì hiện tại app này các bạn đã biết là mình đã ghép cái chiến hồn, cái thánh hồn vĩnh thệ 6 sao lần trước rồi. Ghép lần nữa sẽ nhận được. Dạng như là sẽ nhận được thành một cái chứng nhận đấy các bạn, chứng nhận 6 sao. Ghép lần nữa sẽ nhận được chứng nhận của tao dùng làm nguyên liệu ghép chiến hồn cấp cao hơn. Xác nhận ghép tiếp thế rồi bỏ qua nhé. Nếu mà mình ghép nó thì nó sẽ thành một cái chứng nhận 6 sao đấy các bạn nhé. Bình thường ở đây các bạn nhìn này, đây là một cái chứng nhận 5 sao này đúng không? Do chúng ta đã có rồi, nó sẽ thành cái chứng nhận 5 sao đúng không anh em? Nhưng mà tại sao mình lại không ghép ở trong trường hợp này? Thứ nhất, ghép mình sẽ tốn tinh hoa chiến hồn. Thứ hai, để mà ghép được sau này biết bao giờ mình mới dùng được, không biết bao giờ mình có thể ghép nó lên được chiến hồn 7 sao đâu anh em ạ, đúng không? Để mà ghép lên được chiến hồn 7 sao thì chúng ta lại phải cần 3 cái 6 sao nữa đúng không? Chúng ta phải cần 3 cái chúng ta phải cần 3 cái 6 sao, mà 3 cái 6 sao này lại cần đến 3 x 3 là 9 cái chúng ta cần đến 9 cái 5 sao nữa. Làm sao để mà kiếm được 9 cái 5 sao chiến hồn vĩnh thệ ở thời điểm hiện tại này gần như là không có, cho nên có lẽ mình sẽ dừng cuộc chơi lại ở đây nhá. Suy nghĩ thật kỹ đây, nó hỏi mình suy nghĩ thật kỹ mà đây các bạn này. Thật sự là đây là một cái gợi ý khá là hay này, nó giúp cho người chơi chúng ta biết được có nên ghép hay không, và nên ghép thời điểm hiện tại nào, nên ghép vào thời điểm nào, thời điểm này hay thời điểm khác. Và mình nghĩ ở thời điểm này chúng ta ghép không nên ghép để làm gì đúng không? Chúng ta ghép thời điểm này nó cũng chả giải quyết được cái gì, nó chỉ là thành một cái chứng nhận thôi mà nó cũng không dùng được. Đấy, chúng ta lại tốn đi một cái lượng tinh hoa khổng lồ, chúng ta lại tốn đi những cái cái này duy nhất ở trong cái này đó là chúng ta lại tốn đi một cái lượng tinh hoa khổng lồ đúng không? Và cái lượng tinh hoa này có lẽ mình sẽ dùng để mình ghép một cái chiến hồn nào đó lên 6 sao thì mình hợp lý hơn. Ví dụ như ở sau cái này tầm khoảng chục hôm nữa nó ra một cái bản update mới, hay là tự nhiên nó đùng gắn update thêm một cái chiến hồn nữa
chiến hồn 6 sao khác để ghép vào thì mình mới ghép nha các bạn nhé, để tiết kiệm với lượng tinh hoa. Các bạn nhìn đấy, hiện tại mình chỉ có 35.760 tinh hoa thôi, thì cái lượng tinh hoa này mình chỉ có thể ghép được tối đa thêm được khoảng 3 cái chiến hồn, 3 cái thánh hồn nữa nha. Ừ, 5 sao gọi là chiến hồn, 6 sao gọi là thánh hồn, và không biết 7 sao nó gọi là cái gì. Cho nên mình nghĩ là mình nên dừng cuộc chơi ở đây và mình tiết kiệm cái lượng tinh hoa lại ở đây nha anh em nhá. Đây này, các bạn nhìn đâu, tại mình đang cầm một cái thánh hồn vĩnh thệ của con Terry này, các bạn nhìn thấy không? Con Terry của mình đang cầm một cái thánh hồn vĩnh thệ rồi. Đó, bây giờ muốn ép thì các bạn nhìn biết là gần như là chúng ta sẽ không thể nào mà cầm một lúc hai cái thánh hồn cùng hệ được, đúng không? Giống như các bạn hay hỏi là Yuri 5 sao và 6 sao ấy. Các bạn hay hỏi là chiến hồn của Yuri 4 sao và 5 sao có ghép được vào hay không ấy. Thì câu hỏi này đến giờ mình vẫn chưa câu trả lời, không biết có ghép được hay không, không biết có dùng được cùng hay không, thì nick này không có hai cái chiến hồn đó thì phải. Đâu để xem nào. Hình như nick này không có hai cái chiến hồn Yuri 5 sao này, các bạn nhìn này. Đây là tất cả nhá. Đây là tất cả các chiến hồn của mình đang có trong cái app này đang có này. Đây các bạn nhìn này, chiến hồn Yuri 5 sao các bạn nhìn thấy đang dùng cho Rugal nhá, đúng không? Tiếp theo là chúng ta có Yuri 4 sao ở đâu? Không có đây, các bạn nhìn thấy có đâu. Đấy, không có chiến hồn. Không có chiến hồn Yuri 4 sao nên là không biết là có dùng chung ké được hay không nhá các bạn nhá. Ok, thế thôi nhỉ. Cái clip này chúng ta ăn mừng 8 triệu sắc tập hộp thành công, đúng không? Có nên up con gì đó lên không nhỉ các bạn? 4 sao rồi này. Có nên up Terry hay Mai lên không nhỉ? Hai con này mình đang khá là phân vân, bản thân mình đang phân vân về hai thanh niên này. Nếu mà lựa chọn để up ấy, thì mình sẽ up Mai. Nếu mà lựa chọn để up lên trước thì mình sẽ up Mai. Tại sao lại vậy? Thì về lâu về dài, tem này mình đã nói các bạn, sau này có chơi tem phụ là tem lửa với Mai, Saisio, với Chin, với Kyo, với single các thứ, với LK các thứ ấy, nên là có lẽ là nếu để ưu tiên up thì mình sẽ up Mai, nhưng mà thôi để vậy, để vậy sau tính sau nhau, đúng không? Chúng ta thời gian còn nhiều, chơi game lâu dài mà. Ok thôi nhá, clip này bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo, và nhớ comment chúc mừng mình đạt 8 triệu sub ở đây nha. Thank you tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như ủng hộ kênh của mình để tiếp tục lên một con tầm cao mới hơn. Hiện tại mục tiêu của chúng ta lên 9 triệu sub nha. Bye bye.